Diễn viên Hồ Bích Trâm tổ chức hôn lễ sau một năm trì hoãn. Hồ Bích Trâm sẽ tổ chức lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 5. Đại diện gia đình và bạn bè đồng nghiệp sẽ có mặt để chúc phúc nữ diễn viên. Diễn viên Hồ Bích Trâm cho biết, sau một năm hoãn lịch cưới vì dịch bệnh, cô và chồng sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 5 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên mong muốn ngày vui được diễn ra suôn sẻ với sự góp mặt của người thân, gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp. Vợ chồng tôi đã về chung nhà một năm, nhưng lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Hôn lễ vào ngày 5 tháng 5 vẫn tuân thủ các quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mọi người, cô nói. Trước đó, vợ chồng Hồ Bích Trâm dự định tổ chức lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, dịch bùng phát, cô phải hoãn lịch tổ chức. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên gia đình mời khoảng 700 khách. Trước khi ký hợp đồng với trung tâm tiệc cưới, chúng tôi đã thêm điều khoản là sẽ dời ngày tổ chức nếu bị ảnh hưởng bởi dịch. Vì thế, việc hoãn tiệc cưới không thiệt hại. Ngoài ra, nơi làm thiệp mời cũng hỗ trợ bằng cách in lại thiệp cưới miễn phí cho chúng tôi. Đó là sự may mắn mà vợ chồng tôi nhận được sau nhiều nỗi lo, nữ diễn viên tâm sự. Hồ Bích Trâm kết hôn ở tuổi 31. Người bạn đời của cô hơn cô 7 tuổi, làm kinh doanh, cả hai gắn bó thời gian dài trước khi quyết định về chung một nhà. Tâm sự về ông xã, nữ diễn viên cho biết, anh là người đàn ông bình thường, không phải đại gia. Tính cách của anh cũng hướng nội, hiền lành và không thích xuất hiện trên truyền thông. Vì thế tôi không chia sẻ được nhiều thông tin cá nhân về anh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Mình Nhà Quê. Quý vị và các bạn thân mến, xin đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn.